Nhân viên y tế kêu cứu vì bị nợ lương, bệnh viện xin Bộ Y tế hỗ trợ hơn 10 tỷ. Máy bay huấn luyện trượt khỏi đường băng. Một người đàn ông dâm ô với 4 bé trai ở công viên Hồ Bơi. Kích thích nền kinh tế sau đại dịch Covid-19. Chào mừng quý vị đến với chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực Number One Acti hương chanh muối. Mở đầu chương trình hôm nay ngày 15 tháng 1 như thường lệ là một điểm tin với những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngày 14 tháng 1, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam có thông cáo báo chí liên quan tới Bệnh viện Tuệ Tĩnh và vấn đề tiền lương của viên chức, người lao động tại đây. Học viện cho biết Bệnh viện Tuệ Tĩnh được thành lập năm 2006 là bệnh viện thực hành trực thuộc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Từ tháng 1 năm 2019, bệnh viện được điều chỉnh phân loại đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, bệnh viện được tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng nguồn tài chính để thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là đợt dịch thứ tư từ cuối tháng 4 năm 2021 tới nay, đã ảnh hưởng lớn tới kế hoạch và kết quả hoạt động của bệnh viện. Trước những khó khăn đó, từ tháng 5 năm 2021 tới nay, bệnh viện chỉ tạm chi 50% tiền lương, dẫn tới đời sống của viên chức, người lao động gặp rất nhiều khó khăn. Hôm 11 và 12 tháng 1, sau nhiều lần làm việc, khoảng 50 viên chức, người lao động bệnh viện căng băng rôn, biểu ngữ, đòi quyền lợi về tiền lương. Sau đó, Học viện đã báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế về những khó khăn của bệnh viện và đề xuất giải pháp hỗ trợ. Cụ thể, lãnh đạo Học viện đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng với Bộ Y tế sớm có buổi làm việc với Bộ Tài chính để thống nhất những nội dung giải quyết khó khăn của bệnh viện, trình Chính phủ quyết định hỗ trợ ngân sách 10,2 tỷ đồng và điều chỉnh loại hình tự chủ về tài chính cho bệnh viện trở lại từ đảm bảo một phần chi thường xuyên. Ngoài ra, Công đoàn Học viện cũng đề nghị và nhận được hỗ trợ về mặt kinh tế từ nhiều đơn vị. Nguồn tin từ cảng hàng không Chu Lai cho biết, lúc 13 giờ 47 phút ngày 12 tháng 1, khi học viên bay điều khiển máy bay hạ cánh và thực hiện tiếp đất và cất cánh lần 2, máy bay lao ra ngoài đường cất hạ cánh 32. Máy bay bị tai nạn là VNC-869, thực hiện chuyến bay VNC-869, huấn luyện bay đơn vòng kính tại sân bởi một học viên bay. Học viên đã tự thoát ra khỏi máy bay bị nạn. Nhà chức trách hàng không tạm thời đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với học viên, đưa máy bay ra khỏi khu vực tai nạn và niêm phong máy bay, hồ sơ bảo dưỡng, hồ sơ huấn luyện để thực hiện công tác điều tra tai nạn. Ngày 14 tháng 1, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Tiến Dũng, 53 tuổi, ngụ quận 4 thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội dâm ô trẻ em. Nạn nhân là cháu NDV, 10 tuổi, ngụ quận 4. Qua kiểm tra trên người Dũng, công an phát hiện một điện thoại có lưu trữ hai đoạn clip ghi lại cảnh dâm ô với bé trai này. Tại cơ quan điều tra, Dũng khai thường hay la cà ở công viên trên đường Vĩnh Khánh, quận 4, nói chuyện với các bé trai rồi hứa dạy bơi để thực hiện hành vi đồi bại. Ban đầu, Dũng thừa nhận thực hiện hành vi dâm ô với cháu V tổng cộng 6 lần từ tháng 10 năm 2021 tới nay tại công viên trên đường Vĩnh Khánh và tại phòng tắm hồ bơi trên đường Khánh Hội, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh và phòng tắm tại hồ bơi trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Dũng còn sử dụng điện thoại ghi lại cảnh dâm ô. Dũng cũng khai thực hiện hành vi tương tự với ba cháu nhỏ khác tại các địa điểm như đã nói trên. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng hấp dẫn, vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chương mục nhận định. Kính thưa quý vị, sau thành công của công cuộc đổi mới năm 1986, đại dịch Covid-19 đã đặt ra nhiều yêu cầu với nền kinh tế Việt Nam, đòi hỏi phải có một cuộc cải cách lớn để phục hồi, phát triển. Để hiểu hơn về vấn đề này, chuyên mục nhận định hôm nay đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, giảng viên Đại học Bristol, Anh. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, Việt Nam đã bước vào tiến trình bình thường mới khi thực hiện nghị quyết 128 về thích ứng, an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch hiệu quả. Điều này phù hợp với xu hướng chung của các nước. Tuy nhiên, việc phục hồi sau tổn thương của các nhóm doanh nghiệp cũng còn nhiều khó khăn.
Theo quan sát của ông thì việc sống chung với dịch đang bộc lộ những bất cập, hạn chế nào cản trở khối doanh nghiệp phục hồi ạ? Theo quan sát của tôi, chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 chưa được hiểu như nhau ở nhiều cấp. Nhiều nơi vẫn hiểu an toàn là không có ca bệnh hơn là kiểm soát số nhập viện và tử vong ở mức chấp nhận được. Đi chung với đó là việc sợ trách nhiệm của một số lãnh đạo địa phương dẫn tới những giải pháp không đồng bộ ở khắp nơi. Ở đây chúng ta không đặt lợi ích của đồng tiền lên trên sức khỏe người dân mà chúng ta hành xử theo bằng chứng khoa học chứ không phải nỗi sợ mơ hồ nào đó. Ví dụ như ở Anh, song song với mở cửa kinh tế là khoản chi lớn đầu tư tăng ngân sách cho dịch vụ y tế quốc gia NHS của Anh và đổi mới hệ thống y tế sang áp dụng công nghệ khám bệnh từ xa để tăng năng lực ứng phó của hệ thống y tế. Phải có mở cửa kinh tế cho doanh nghiệp hoạt động bình thường thì mới giảm tải sức ép lên ngân sách, từ đó mới nuôi dưỡng được nguồn thu ngân sách để hỗ trợ các khoản chi đầu tư cho y tế. Chúng ta không mở cửa kinh doanh hay mở cửa đường bay một cách thiếu thận trọng mà vẫn có xét nghiệm nhanh trước chuyến bay thì không nên đặt thêm những phiền toái không cần thiết. Có những biện pháp chúng ta tưởng là an toàn hơn nhưng thực tế là gây ra nhiều ca bệnh hơn. Ví dụ vấn đề cách ly tập trung trước đây gây ra gánh nặng lớn hơn cho hệ thống y tế. Các chính sách theo kiểu thử làm xem được không, sai thì sửa ngay hay sáng mở chiều đóng sẽ đẩy doanh nghiệp vào khó khăn vì hao tổn nhiều chi phí. Thưa ông, sau khi đại dịch xảy ra, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng Việt Nam cần tiến hành công cuộc đổi mới. Nói như tiến sĩ Lê Đăng Doanh là đổi mới lần hai sau công cuộc đổi mới năm 1986 để kích thích sự phát triển của khối kinh tế tư nhân. Ông nghĩ gì về ý tưởng này ạ? Đổi mới lần hai này cấp thiết ở chỗ dịch bệnh có thể là làm trì trệ cải cách kinh tế ở nhiều nước, điều mà nhiều nhà quan sát quốc tế lo ngại. Những gói kích thích kinh tế khổng lồ đã che bớt đi những trục trặc trong hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp và nhất là hệ thống quản trị công, chính sách công. Ở Việt Nam, tôi biết có nhiều doanh nghiệp không mong đợi sẽ được nhà nước hỗ trợ nhiều tiền, mà họ chỉ mong các cơ chế quản lý công bớt gây nhũng nhiễu, làm khó. Vì sao những công ty gọi là kỳ lân mới như Sky Mavis với sản phẩm game blockchain Axie Infinity nổi tiếng trên thế giới, hay một công ty có phần lớn doanh thu ở Việt Nam như Tiki Global lại đặt trụ sở ở Singapore? Đổi mới lần hai là phải làm sao để những công ty này tự tin và đặt trụ sở ở Việt Nam là thành công. Một người bạn của tôi làm kinh doanh tại Việt Nam, Anh và Singapore có một cách giải thích dễ hiểu như vậy. Ở Singapore, khi tiếp xúc với cơ quan công quyền, họ hỏi tôi có thể giúp gì cho doanh nghiệp bạn hoạt động tốt hơn hay kết nối bạn với ai mà giúp bạn phát triển kinh doanh được. Còn ở Việt Nam thì bạn không thể làm cái này hay cái kia, cần chờ hướng dẫn của chúng tôi. Anh ta nói cơ bản là Singapore không cản đường mà làm mở đường giúp doanh nghiệp. Làm sao cho cơ quan công quyền không cản đường phát triển của doanh nghiệp miễn là họ làm ăn hợp pháp? Câu trả lời là khuôn khổ luật phải đủ thoáng để người làm công quyền yên tâm làm người mở đường. Đôi khi người làm việc trong cơ quan công quyền không muốn cản đường nhưng khuôn khổ luật lệ hiện tại buộc họ phải vậy. Tất nhiên cũng có một bộ phận cán bộ cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt và quan liêu. Ngoài hệ thống pháp lý cởi mở, đội ngũ cán bộ có tư duy và thái độ hỗ trợ hết mình với người dân và doanh nghiệp, thì điều gì chúng ta cần cải thiện nếu đổi mới lần hai thưa ông? Kinh nghiệm của riêng tôi với việc đang tham gia hội đồng quản trị của một công ty nhỏ ở Anh cho thấy yếu tố khác biệt đầu tiên là nằm ở nền hành chính điện tử. Ở Anh, tôi có thể tìm thấy hầu hết các thông tin mà tôi cần trên website chính phủ và nhiều câu hỏi của doanh nghiệp đều có thể được chỉ tới một đường link thông tin cụ thể nào đó trên trang web. Điều này giảm nhẹ sức ép của các nhân viên công quyền, đồng thời khiến doanh nghiệp thoải mái hơn. Mặt khác, ở Anh, hệ thống các nghị sĩ địa phương có thể gây sức ép lên cơ quan công quyền cũng quan trọng. Nếu một cơ quan kiểm tra vệ sinh thực phẩm phạt một quán ăn với mức phạt phi lý, chủ quán có thể đi phản ánh với nghị viên khu vực và ông ta có thể gây sức ép buộc cơ quan công quyền phải trả lời công khai bằng văn bản. Nếu không hợp lý, ông ta có thể theo trình tự mang vấn đề ra Ủy ban Quốc hội tương ứng để trực tiếp xem xét cơ quan công quyền đó có lạm quyền hay không. Hệ thống kiểm soát lẫn nhau như vậy sẽ hạn chế lạm quyền, có thể bảo vệ người dân và doanh nghiệp. Vấn đề là hệ thống luật phải thông suốt và không dễ gây hiểu lầm. Chứ nếu hệ thống luật có các quy định quá cứng nhắc hoặc giải thích kiểu nào cũng được, thì những hệ thống này không thể phát huy hiệu quả. Vì nếu thông tin mù mờ thì có để lên website cũng như không, và nếu luật hiểu sao cũng được thì không ai có thể kiểm soát cơ quan công quyền có lạm quyền hay không. Với Việt Nam, tôi nghĩ bài học từ một số nước phát triển như ở Anh cho thấy chúng ta cần có sự thay đổi trong hệ thống pháp lý, cải cách hành chính công, đồng thời phải tiến tới đẩy mạnh vai trò của hệ thống các đại biểu quốc hội. Những người đại diện cho tiếng nói người dân, doanh nghiệp phải thực sự chuyên nghiệp, có thể giám sát hiệu quả nền hành chính công, chứ không phải chỉ tới xuân thu nhị kỳ thì họp quốc hội, rồi lên truyền hình nói một vài câu là xong.
Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn. Kính thưa quý vị, thời lượng của chuyên mục nhận định đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Mẹ em là vận động viên cầu lông đó, để xem thế nào. Đủ rồi, cơ thể mất nước và khoáng, bạn đuối sức, hãy uống Active hương chanh muối, bù nước bù khoáng, phục hồi sức mạnh. Ông ơi, vô thay. Number One Active hương chanh muối, bù nước bù khoáng, phục hồi sức mạnh. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 14 tháng 1 mà chúng tôi vừa cập nhật. Trong ngày 14 tháng 1, PLO nhận được rất nhiều bình luận của bạn đọc xung quanh bài viết Nam thanh niên dùng gậy đánh công an ở quận 11. Nội dung tin cho biết vào trưa ngày 13 tháng 1, hai cán bộ công an phường 12 quận 11 đã mời đối tượng tên Hiếu, 34 tuổi, trú phường 12 lên làm việc do thanh niên này có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên Hiếu bất hợp tác, còn dùng gậy có đinh nhọn tấn công lực lượng chức năng. Toàn bộ sự việc được một người đi đường quay clip lại và đăng tải trên mạng xã hội. Bức xúc trước hành động của Hiếu, một bạn đọc bày tỏ, thật vô ý thức, sao lại có những người như vậy? Một bạn đọc khác thì cung cấp thông tin cho biết rằng hiện đối tượng đã bị tóm tại chỗ. Bản tin thoát chết thần kỳ khi bị tông, kẹp giữa hai xe tải trong tai nạn liên hoàn. Kể về việc ông Nguyễn Văn Dũng, 50 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú Long An, bị xe tải chạy từ phía sau tông, đẩy văng ông tới trước. Ông cùng chiếc xe lôi bị cuốn, kẹp giữa hai xe tải nhưng may mắn thoát chết. Sau khi thông tin được PLO đăng tải đã ngay lập tức được nhiều bạn đọc chia sẻ và bình luận. Có bạn đọc vẫn còn bàng hoàng sau khi xem đoạn clip. Mình mới xem clip lúc trưa mà khiếp, số ông mạng lớn. Một bạn đọc khác nhận xét, thật là may mắn lắm, thần chết đã ngủ quên. Thưa quý vị, chương trình nóng hôm nay, ngày 15 tháng 1 năm 2022 của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ Hai tới thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được sự tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực Number One Acti hương chanh muối. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.